Jeez, oh, they got the leg. God, I'm not eating that. That's... No. Oh, guys, I got this. You're quiet. Guys, look, this is a tail. Yep, yeah, that's the pig tail. Why is it small also? Because it's a baby. It's a young pig. But mommy said it's big fat pig. Earrings on his head. Oh, me go nam ye. Hello, hello, hello. Chia gì? Mày muốn mấy má nó đó kìa. Mày sao muốn hai chữ gì chia là cho chị bớt đi. Mà không chia, của nhà em. Không có chạy đồ, nó chung là đất. Oh my god, this is a pig. Hello guys. Hello guys. Pig quay, heo quay. Wow. A big fat pig. Yep, you know. Top leg. Daddy, it's an arm. Pig have no arm and his leg. Can I see that leg? Wow. Wow. It's giant. Look out, look out. What? See? Yeah. No. But I'm going to eat the head. Oh, look. Guys, look. I'm going to eat it. Watch out, watch out. Good. Oh, nó bị cái chân vô à. Wow. It's a pig toe. See, they got the leg. I'm not eating that. Ủa hiểu trên đừng đi ra bún bò hết đi tôi chưa đi. Trời nó nói rồi nó không muốn ăn cái này nó sợ. No, I'm not scared. Mình chặt ra thì ăn như quỷ vậy. Để nguyên con nó nhìn ra. Dạ. Tại nó bắt chuột heo á. Chặt đứt tay giờ. Thịt lề. Bắt chặt. Chân heo. Cut off the head. Oh yeah, go down and mommy eat everything. Mommy eat whatever. A pork. Third leg. Fourth leg right here. Pig tail. Ê, quá người lại mua, quá trời người lại mua luôn hả mày? Trời ơi, thấy có ai đó giống như là lấy con đó xong rồi thấy đồ tùm lum nè để chạy về bán khác. Mang cái thùng lại đây.
để xong để đâu chỗ nào mà chặt. Mình là thì sẵn như vậy em để bớt đồ ra đây. Ồ vậy hả? Dạ hả. Chứ không có để nó để tập thì được. Nó mình chặt con này là bay tới tới tung. Mười tháo như mẹ, ba bốn cực tha cũng mười tháo. Ghê vậy? Ba bốn cực luôn hả? Mẹ nghĩ thằng gia đình mới sinh ra cũng đã bốn tháo rồi. I know what it's like to perform through pain. If you're like me, one of the millions suffering from pain caused by migraine, Nurtec ODT may help. It's the only medication that can treat a migraine when it strikes and prevent migraine attacks. Treat and prevent all in one. Don't take if allergic to Nurtec. Allergic reactions can take after using most common side effects from nausea, indigestion, and stomach pain. Relief is possible. Talk to a doctor about Nurtec ODT. For the people out there lifting up our next generation, they deserve their shine too. Like Marquise, who saw that students need mentors that identify with. Or someone like Brianna, who helps young people who have been overlooked to land jobs that could change their lives. To those who deserve more than spotlight, yeah. We see you. Thank you, Miss Spirits. The
Young pig, Russian pig, you're always hopeful. Bà Dân mới ngu thì mới nghỉ mày, làm không ảnh được Dân, nghỉ trước ở nhà hay nhà. Thầy Xu sao bà biết mà ông cứ tay vậy? Chỗ nào bao lương bãi đó mà đi. Mấy cái trong kia cũng chua, nhưng chua mấy hai chấm. Gì? Dưa leo này có ngọt nhỏ không? Bỏ lên cho ba miếng nè. Dạ, nó ngọt cho nó ngon. Nó muốn ngọt à? Thích ăn dưa leo không ngọt. Đấy, nữ quân đấy. Pighead. Wow. Yummy, yummy. One, two, one, two, one, two.